Thưa quý vị và các bạn, Mỹ Khánh là xã đầu tiên của thành phố Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp đến cũng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và năm 2023 thì huyện Phong Điền quyết định sẽ nâng chất Mỹ Khánh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện đã đi khảo sát một số các tiêu chí chưa hoàn thiện ở Mỹ Khánh và cùng với địa phương bàn phương án thực hiện. Qua rà soát lại, Mỹ Khánh đã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đối với nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương tiếp tục nâng chức 10 tiêu chí trọng tâm. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã là 70 triệu đồng một người mỗi năm. Theo yêu cầu của nông thôn mới kiểu mẫu thì cần đạt 75 triệu đồng. Do đó, địa phương tập trung nâng chức các hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng mã vùng trồng trái cây, tổ chức liên kết sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP mà chủ lực là sản phẩm sợi sấy thăng hoa, là trà làm từ đông trùng hạ thảo. Những cái sản phẩm mới thì chúng tôi đã nghiên cứu cũng đã hơn một năm qua rồi, thì có thể là sắp tới sẽ chuẩn bị ra mắt sản phẩm. Tại vì những cái sản phẩm này phải nghiên cứu và phải có thời gian để theo dõi nó, rồi coi trong cái quá trình mình sử dụng, và bên cạnh đó thì mình cũng theo dõi nó cái thời hạn sử dụng rồi này kia cho nó kỹ càng mới dám ra sản phẩm. Tổ chức các mô hình đó là tổ hợp tác rồi cái vùng trồng, cái mã vùng trồng sầu riêng ở một số cái địa điểm ở trên địa bàn của xã, để là nhằm cái phát triển kinh tế vườn, rồi là cải tạo các cái khu cái vườn mà hiện nay là chưa có hiệu quả, thì chúng tôi đã trồng là những cái chuyên canh để làm sao cái nâng được cái đời sống thu nhập của người dân. Mỹ Khánh cũng đang thực hiện các mô hình cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, kêu gọi cả cộng đồng chung tay thực hiện, đồng thời phải đạt chuẩn về xử lý rác thải, nước thải và thu gom rác thải theo đúng tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu quy định. Địa phương cũng sẽ xây dựng ấp thông minh Mỹ Lộc, thực hiện chuyển đổi số, tuyên truyền vận động mua bảo hiểm y tế tự nguyện và thiết lập các mô hình an ninh trật tự. Đoàn xã tập trung một số cái công trình phần việc như là vệ sinh cảnh quan môi trường, an sinh xã hội. Thì bên cạnh đó thì cũng nhận được cái sự triển khai từ trung ương đoàn chạy dài xuống thành đoàn, huyện đoàn rồi đến đoàn xã, thì là năm chuyển đổi số với thanh niên. Thì đoàn xã cũng tập trung các hoạt động như là tập huấn các công tác về dịch vụ công, hỗ trợ làm các chứng minh nhân dân, các app thanh niên, app VN cho bà con nhân dân. Năm 2023, huyện Phong Điền phân bổ ngân sách hơn 70 tỷ đồng để Mỹ Khánh xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, Mỹ Khánh đang tiến hành thực hiện công viên hơn 6.000 m2 tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, tu bổ và nâng cấp các tuyến đường giao thông và trường học. Ngoài cái vận động xã hội hóa, bên cạnh đó là phần ngân sách, là cái đầu tư công cho các cái công trình trọng điểm cũng như là cái tuyến lộ giao thông nông thôn. Năm nay thực hiện một tuyến lộ giao thông nông thôn để mà kết nối hạ tầng là trên dưới là 15 tỷ. Còn lại thì các cái tiêu chí cũng như là về các cái trường học mà để đầu tư mở rộng theo đạt cái chuẩn mới thì phải đầu tư và mở rộng là 3 cái điểm trường. Cho đến nay, Ban chỉ đạo Ban quản lý xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Mỹ Khánh đã kiện toàn bộ máy từ xã đến các ấp, phân công trách nhiệm cho từng tổ chức cá nhân phụ trách để xây dựng phương án, kế hoạch và tiến hành vận động kiểm tra đôn đốc nhắc nhở. Từ cơ sở này, địa phương hy vọng đến cuối năm nay sẽ hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.